chớp ngân thù. Ủa bác Quang, bác đi đâu vậy? À, hôm nay anh chị em Việt Vision chúng tôi đến thăm anh Phan Vân Bách. Ủa Phan Vân Bách là ai vậy bác? Anh Phan Vân Bách ấy là khán giả và khách mời của Việt Vision chúng tôi. Anh Phan Vân Bách đã vài lần lên sóng Việt Vision của chúng tôi. Hôm nay anh nghe tin anh Phan Vân Bách bị ốm. Đồng thời ấy, trước đây ấy, anh đã từng đeo cờ vàng ba sọc đỏ. Thời gian ngắn gần đây không thấy anh đeo cờ vàng ba sọc đỏ nữa. Chúng tôi nghĩ là anh đã tiến bộ. Đấy, vì hai lý do ấy chúng tôi đến thăm anh. Đâu quà gì đâu, thưa cháu coi nào. À đây. Đây. Anh em Việt Vision thăm khán giả khách mời Phan Vân Bách bị ốm. Ồ, trong này là như là có tiền nữa nè. Vâng, rất là nhiều tờ. Thì đương nhiên rồi. Vâng, quà, ơi, cả một giỏ quà to. Rồi. Vâng. Gọi luôn. Ai Bách, nghe tin đây anh uống chúng tôi thế này. Cảm ơn qua em mệt, thôi em mệt mỏi. Vào thăm vui vẻ. Thiện chí mà đến thăm thôi. Em biết anh rất là thiện chí, nhưng mà cái cậu quay phim kia dừng lại ngay từ trước. Em thấy tối mà. Thì thứ nhất là em cảm ơn anh Quang với chị Hà Vũ là em em rất là mệt nên là em không thể ông là thế này này thôi thì Bách ạ, cũng nhân tiện không cũng nhân tiện là vừa đến thăm vừa là Bách có mệt ý, thì là chúng tôi đem đến cái thiện chí. Chúng tôi làm việc, thí dụ nói này nói kia, chúng tôi không chắc. Nói đằng sau lưng hay là trên Facebook chúng tôi cũng không chắc. Nhưng mà chúng tôi đến đây là thể hiện một cái thiện chí. Bởi vì là chúng mình là đã có những cái gì đấy hiểu lầm nhau. Vâng, có thể. Đấy, hiểu lầm và cái tư duy của Bách cũng có thể nó hơi khác. Thì mình đến xem là mình nhân tiện như này là mình đến mình sẽ xem rằng là có cái gì có thể là chụp với nhau được không, còn là khác như thế nào.
Chúng tôi đến đây thăm để thể hiện thiện chí. Thì sau này anh em mình có gặp nhau ngoài đường thì cũng hiểu nhau rồi. Đúng không? Không có gì nghi ngại nhau nữa. Gặp nhau ngoài đường thì anh em mình nhìn nhận cái tình cảm của anh Quang với chị Hà Vũ. Nhưng mà nếu như mà có cái chuyện gì đó gọi là riêng tư thì em nghĩ là cũng không có chuyện gì riêng tư không. Mà mình có chuyện gì nói chuyện thì mình ra quán cà phê ngồi nói chuyện. Có à không, chị là... Hà Vũ ơi, chị có mời em một lần đi uống cà phê đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng tôi nói là... Hay là xuống uống cà phê. Tôi cũng nói là Bách là cũng rất là thiện chí, rất là lịch sự. Thí dụ không đi được thì cũng nói rất là lịch sự. Cho nên là mình... bọn mình đến đây là cũng rất là lịch sự. Mà chúng mình là những người là không phải riêng tư gì. Đấy. Bách mặc cái quần mà. Bách mặc áo thế là được rồi. Anh em cần xuống cà phê. Ở dưới này ai cũng biết Bách ấy. Bọn họ hỏi là hỏi ai mà hỏi. Đấy, ở đây chắc là Bách nổi tiếng đấy. Cho nên người ta ở Trần Quang đến thăm Trần Bách. Họ cũng biết anh ấy. Hỏi Trần Quang. Chứ còn nói lung tung như là mình không chắc. Em có đi không? À đây, chờ hơi lâu. Thế bọn chị chờ hơi lâu quá rồi. Bác Quang ơi, chú miếng thăm của phòng Bách như thế nào bác? Quà đâu nhỉ? Quà chúng tôi đem về đây, đưa đây. Như vậy là chúng tôi cầm quà đi và lại quà về. Cầm quà về. Cái chuyến đi thiện chí của chúng tôi không thành. Đây quà đây. Khi chúng tôi lên tiền đây ạ. Thôi được rồi, thế là được rồi. Khi chúng tôi lên nhà anh Phan Văn Bách, anh ấy ra chào cũng niềm nở. Rất đầy lịch sự. Chúng tôi nói rằng là Việt dân chúng tôi nghe tin anh ốm, chúng tôi đến mệt. Thăm. Anh ấy bảo là chào anh Quang và chào chị Hà. Em cảm ơn em ốm nhưng cũng không ốm nặng lắm. Nhưng mà em tóm lại là anh ấy có ý là không muốn mời chúng tôi vào nhà. Thế thì chúng tôi nói tiếp là không, hôm nay Việt Vision chúng tôi đến ấy, hoàn toàn là thiện chí, không nói chuyện ý chị. Chỉ là tình người thôi thì anh ấy cũng có cũng là người Hà Nội với anh nhau. Anh cũng có nói chen vào vâng đúng rồi là người Việt Nam với nhau. Thế xong rồi ấy, anh ấy bảo chúng tôi chờ một tí thì chúng tôi nghĩ rằng là anh vào để mặc quần áo. Thế nhưng mà mấy phút sau không thấy anh ra. Mấy phút gì rất là lâu. Rất lâu. Thì là thế đến khi anh ấy ra nhau lên. Anh ấy ra thì anh vẫn mặc như trước, quần đùi. Có nghĩa là anh ấy vẫn chưa thay quần áo. Thế xong thì chúng tôi bảo là hay là xuống quán cà phê. Không, anh Phan Văn Bách bảo là hay là chúng mình xuống quán cà phê. Phan Văn Bách nói. Thế thì mọi người đi cà phê. Vâng. Phan Văn Bách rủ chúng tôi là hay là anh em mình xuống quán cà phê. Thế thì chúng tôi nhất trí ngay. Chúng tôi đồng ý ngay. Thì anh ấy bảo là thế anh ấy chị xuống xuống chờ em một tí. Đấy, chờ chúng em tôi một tí. Xuống chờ mãi. Chờ rất lâu. Chờ rất lâu là chúng tôi lại lên hỏi. Thế hai anh em lại rủ nhau bảo thôi anh ơi, lên giục cậu một tí. Thì là lên tới nơi bảo thế Bách ơi, Bách có có thế nào. Thì Bách bảo là anh chị cứ xuống đi, em xuống ngay. Thế nhưng mà cũng xuống những nơi, chúng tôi cũng kiên nhẫn những nơi đợi. Rồi, trước khi xuống lại lần thứ ba. Lần thứ ba thì tôi có nói rằng Bách ơi, nếu Bách ngại thì Bách cứ rủ thêm một vài người bạn cùng ra uống cà phê với bọn anh. Thế là anh ấy bảo vâng ạ, anh chị cứ xuống đi, xong chúng tôi lại xuống chờ anh mãi. Anh Quang, em ngắt lời, em cũng nói với Bách rằng là em cứ gọi bạn bè của em đến, bởi vì là bây giờ chúng tôi đến thì là có thể Bách nghĩ hay là mọi người nghĩ rằng là Bách chỉ có một mình, mà chúng tôi là ít nhất là cũng hai người. Thế thì cái thí dụ có nói chuyện hay là quan điểm hay cái gì đấy thì cũng có thể là mọi người sẽ nghĩ là bên này sẽ có cái lợi thế hơn áp đảo. Thế giờ Bách cứ thoải mái gọi ai, mời ai đến cùng với Bách để chúng tôi là chúng mình là nói chuyện thoải mái thôi, trên quan điểm là
cùng là người Hà Nội với nhau. Đấy, nói thẳng là đúng là như thế. Thế để mà xuống nói chuyện thoải mái, cho nó thoải mái, cho nó không bị ai nghĩ rằng là bên nào áp đảo bên kia gì cả. Đấy, thế thì cậu bảo là thôi anh chị cứ xuống đi, đợi em tí. Em xuống thì Bách xuống đến nơi thì Bách nói luôn là với anh Quang là: anh Quang ơi, em đang có chuyện đột xuất, thế hẹn anh chị ngày mai. Thế thì mình bảo là Bách lên, tại vì chúng tôi là anh Quang thì ngày mai phải đi làm. Đấy, anh chị có ngày chủ nhật anh nghỉ, mà tôi thì cũng rất là bận rộn, ngày mai cũng phải có kế hoạch rồi. Thế cho nên là nhân tiện đây thì Bách đã nhận lời với chúng tôi rồi, thì Bách lên là bớt chút thời gian với chúng tôi. Thì chúng tôi đã lặn lội đến đây đấy, là cũng có một cái thiện chí đấy, chứ không có một, nếu mà chúng tôi mà có không có cái thiện chí thì không bao giờ chúng tôi đến đây cả. Đấy, thì chúng tôi là đàng hoàng và rất là minh bạch. Thế còn những cái chuyện mà trên Facebook nói này nói kia nói khác chúng tôi không chấp. Đấy, nhưng mà bây giờ thì bạn lên là thế thì anh ấy, bạn Bách ấy, bạn ấy dắt chúng tôi, là chúng tôi lại tưởng là anh ấy dắt vào cái chỗ này để là quán cà phê. Thế không ngờ là anh ấy đi xuống thì chúng tôi cũng không biết cái chỗ này là dưới tầng hầm, là hóa ra là cái chỗ mà để lấy xe. Thì anh lấy xe thế lại anh cắt đuôi chúng tôi. Vâng, vậy là chốt lại là anh Bách rủ hai anh chị đi cà phê. Sau đó rồi vô tới chỗ Vincom thì anh chuồn mất tiêu. Anh chuồn mất tiêu. Đây, cái này là chúng tôi bỏ ngỏ để cho mọi người. Vâng, cái này mình hỏi đây, thăm mà ảnh lại như vậy, ảnh lại cắt đuôi như vậy. Vâng. Thế thì để cho mọi người, tất cả mọi người là để mọi người cho ý kiến. Đúng rồi. Bỏ ngỏ cái suy nghĩ, mỗi người suy nghĩ một kiểu mà. Đây nhưng mình mà hỏi thăm để cho mọi người là tự. Vâng. Trả lời. Vâng, ở đây là mình hỏi, mình tới hỏi thăm anh Bách là thăm ảnh bị ốm và đầy, rất là đầy thiện chí, hoàn toàn là rất là có quà cáp và phong bì rất là chu đáo. Vâng, và ảnh không có ảnh lại cư xử như vậy thì chúng tôi cũng rất là buồn. Cư xử thiếu văn hóa ông này, cư xử thiếu văn hóa. Thiếu văn hóa. Dạ. Hôm nay là chúng tôi tỏ thiện chí và ba con cô bác ở xung quanh anh đều biết cả tôi cả chị Hà nhé, họ đều chào. Đấy. Chào đấy, họ biết mà. Tôi có nói với anh Bách rằng ấy là ba con cô bác ấy là đều biết chuyến thăm của chúng tôi, cho nên anh đừng có gì ngại, nếu có chuyện gì thì mọi người đều biết là chúng tôi đến thăm mà. Đấy, có nói thế. Thế nhưng mà rồi ấy, chúng tôi đoán thế này. Những cái lần mà các anh ấy cứ bảo là chờ một tí thì anh ấy vào, anh vào anh live stream, anh live stream và anh nhắn tin cho bạn bè hỏi ý kiến, hỏi ý kiến, và chắc là bạn bè trả lời là off. Stop. Cái này cháu nghĩ là anh Bách đã bỏ lỡ một cái thiện chí hòa bình của chúng ta. Cái thứ hai là xử sự như vậy ấy, thì chắc là chỉ có phía bên dân chủ. Dân chủ quậy. Dân chủ quậy thì mới thế. Còn nếu mà dân chủ ấy, mình cứ đàng hoàng. Mình là dân mà. Đúng rồi, mình nói chuyện đàng hoàng sợ gì đâu. Mình nói đừng có nói sau lưng. Nói sau lưng người ta mà lại nói xấu. Đấy thì cái người mà được nghe, người ta cũng đánh giá cái người mà nói xấu đấy như thế nào. Quan điểm rất minh bạch đúng không? Đấy. Đối thoại cho rõ ràng ra mình ở đây, thí dụ mà không chồng đồng quan điểm cũng thế, nên nói với nhau, nói đối thoại với nhau, chứ không nên là kiểu chửi đằng sau lưng hay nói này nói kia người ta. Cái chuyện đấy không chấp, bao giờ chấp. Dạ, vâng đó. Cảm ơn anh chị. Biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người.